Chào các bạn, video này dành sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tự tạo ra cái hộp thoại dialog và cách mà chúng ta gọi cái dialog đó từ cái main window. Rồi chúng ta tạo mới process. Mình đặt tên là lab dialog. Rồi, mình cứ tạo mới một cái main window trước đã rồi tính sau. Ở trên main window mình sẽ tạo một cái nút nhấn. Và mình muốn khi nhấn vào cái nút này thì nó sẽ mở ra một cái cửa sổ, một cái hộp thoại. Thì để làm như vậy, đầu tiên các bạn phải tạo mấy cái hộp thoại trước cái đã. Thì chúng ta sẽ lấy chuột phải vào cái project của chúng ta, chọn là Add New. Ở đây chúng ta chọn là UT UT Designer Form Class Choose. Ở đây có nhiều kiểu hộp thoại cho chúng ta, có 3 kiểu dialog này, các bạn chọn kiểu nào cũng được. Hai kiểu trên là nó có sẵn, nó là cái template mà có sẵn cái nút OK, nút Cancel. Còn cái kiểu cuối cùng là không có gì cả. Ở đây các bạn có thể chọn loại nào cũng được. Ở đây mình chọn là loại chưa có gì hết. Hết. Mình đặt tên là Dialog luôn đi. Không thể đổi tên lại được. My Dialog. Next. Finish. Thì đây là cái My Dialog của mình. My Dialog thì trên đây các bạn cũng có thể thiết kế giống như cái main window vậy, thiết kế bình thường thôi. Chúng ta có thể thêm nút nhấn này. Đó, chẳng hạn thêm nút OK, Cancel gì đó. Rồi chẳng hạn như cái hộp thoại của mình nó sẽ có nút OK và Cancel ở cuối. Khi nhấn nút OK thì nó sẽ, hoặc là Cancel luôn, nó sẽ đóng cái hộp thoại này lại tạm thời như vậy thôi. Thì cái nút OK Cancel này các bạn có thể viết giống như bình thường, giống như là các bạn viết cho cái cửa sổ giao diện chính vậy. Ở đây mình không có viết, mình để không như vậy thôi. Bây giờ mình quay trở lại cái giao diện chính. Mainwindow.ui. Bây giờ mình sẽ viết code cho cái nút này. Click vào đây nó sẽ mở cái My Dialog lên. Thì mình sẽ click chuột phải chọn Go to Slot, click it. Ở đây mình sẽ include cái My Dialog.h vào. Khi các bạn tạo mới một cái dialog thì nó sẽ tạo cho bạn thứ nhất là file .h này, mydialog.h. Thứ hai là mydialog.cpp và thứ ba là cái giao diện user interface. Thì các bạn muốn sử dụng, muốn gọi cái my dialog đó ở trong cái cửa sổ nào, các bạn phải include nó vào trước, include cái tab .h vào trước. Ở đây mình viết code cho cái on both button click it. Mình sẽ tạo mới cái đối tượng có kiểu là my dialog và mình đặt tên là dialog. Parent của nó là sys chấm set model yes true true và cuối cùng mình cho nó chạy lên. Cho nó hiển thị lên. Thì ở đây là đầu tiên tạo ra một cái hộp thoại dialog có cái kiểu là my dialog. Thứ hai là mình
set model cho nó về true. Khi set model về true, lúc mà các bạn mở cái thoại lên thì nó sẽ là dạng hộp thoại. Khi nào mình nhấn OK cancel đóng cái hộp thoại lại đó thì mình mới quay trở lại mình thao tác với lại cái cửa sổ chính được. Khi mà cái hộp thoại đã mở ra thì các bạn không thể nào thao tác với cửa sổ chính, các bạn chỉ có thể thao tác với cái hộp thoại cho đến khi nào cái hộp thoại đã được đóng lại. Và cuối cùng, cái dòng cuối cùng là để mở cái hộp thoại ra, mở hiển thị cái hộp thoại lên. Bây giờ mình chạy thử, nhấn run. Đó, các bạn nhấn vào nút Boost Button này, nó sẽ mở ra một cái dialog. Và chúng ta chọn cái kiểu là set model cho nó là true, cho nên chúng ta không thể thao tác với lại main window được cho đến khi nào chúng ta hoàn thành cái việc thao tác với cái cửa sổ dialog này. Ví dụ chúng ta có thể đóng nó lại thì lúc đó chúng ta có thể quay trở lại thao tác với cái main window. Thế đây tại vì code mình chưa có viết cái dialog này, các bạn có thể thiết kế giao diện bình thường rồi.